AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Và hôm nay cô trò mình sẽ tiếp tục tìm hiểu kiến thức trong môn toán lớp 3. Bài học so sánh các số trong phạm vi 100.000. Bây giờ cô mời các bạn cùng quan sát lên bảng. Cô có ví dụ sau. Ví dụ 1, so sánh 100.000 và 99.999. Các bạn nhớ lại giúp cô, trong bài học so sánh các số trong phạm vi 10.000, chúng mình có một nhận xét, đó là các số mà có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. Vậy chúng mình nhìn giúp cô vào hai số cần so sánh ở đây là 100.000 và 99.999. Mình nhận xét các số, các chữ số ở trong từng số này. Số 100.000 thì có 1, 2, 3, 4, 5 và 6 chữ số. Số 99.999 thì có 1, 2, 3, 4, 5 chữ số. Vậy chúng mình dễ dàng suy ra được số nào lớn hơn nhỉ? Số 100.000 sẽ lớn hơn số 99.999. Vậy chúng mình có câu trả lời như sau. Vì 100.000 có nhiều chữ số hơn nên giữa hai số này chúng mình thấy số 100.000 sẽ lớn hơn số 99.999 và chúng mình điền dấu là dấu lớn hơn. Vậy thì khi chúng mình thấy 100.000 lớn hơn 99.999 thì chúng mình sẽ suy ngược lại tương ứng, đó là số 99.999 sẽ nhỏ hơn 100.000. Vậy chúng mình sẽ có xét như thế này, đó, tương ứng khi 100.000 lớn hơn 99.999 thì tương đương với việc là 99.999 nhỏ hơn 100.000. Tiếp theo chúng mình cùng tìm hiểu một ví dụ nữa. Cô có ví dụ số 2. So sánh 76.200 và 76.199. Vậy thì các bạn quan sát giúp cô xem số, các chữ số ở hai số này như thế nào. Số đầu tiên 1, 2, 3, 4, 5 chữ số. Số thứ hai 1, 2, 3, 4, 5 chữ số. Cũng là có 5 chữ số. Vậy chúng mình không thể áp dụng quy tắc đó là so sánh số cùng nhận xét số, các chữ số để điền ra dấu được, mà bây giờ chúng mình sẽ cùng phải tìm cách để xem số nào lớn hơn bằng cách chúng mình sẽ so sánh từng cặp chữ số theo từng hàng, bắt đầu từ hàng lớn nhất, đó là hàng chục nghìn này, sau đó đến hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị, từng hàng một để tìm ra xem số nào lớn hơn. Bây giờ chúng mình cùng so sánh, đó là hàng chục nghìn trước. Chữ số 7 với chữ số 7 giống nhau là không được rồi. Tiếp đến hàng nghìn, 6 với 6 giống nhau. Hàng trăm, thấy sự khác biệt rồi. 2 thì lớn hơn 1. Vậy thì chúng mình sẽ kết luận được, đó là số 76.200 sẽ lớn hơn số 76.199. Tương tự chúng mình sẽ có được là câu trả lời như sau. Mình sẽ có vì hai số này có số chữ số bằng nhau là vừa bằng 5 chữ số chúng mình vừa đếm đấy, nên ta sẽ so sánh các cặp chữ số cùng một hàng kể từ trái qua phải, bắt đầu từ hàng lớn nhất là hàng chục nghìn, cô và các bạn cũng vừa so sánh rồi. Vậy mình thấy các cặp chữ số ở hàng chục nghìn và hàng nghìn là như nhau, có nghĩa là 7 với 7 giống nhau, 6 với 6 giống nhau. Tiếp theo thì mình thấy có ở hàng trăm là 2 lớn hơn 1 như thế này, chúng mình cũng vừa làm rồi. Vậy thì chúng mình sẽ suy ra được, đó là số 76.200 lớn hơn số 76.199. Và khi chúng mình thấy 76.200 lớn hơn 76.199 thì tương tự với việc đó là 76.199 sẽ bé hơn 76.200. Đây, chúng mình có thêm một nhận xét như thế. 76.200 lớn hơn 76.199 hay 76.199 nhỏ hơn 76.200. Vậy thì qua hai ví dụ trên thì chúng mình đã biết cách so sánh các số trong phạm vi 100.000 chưa nhỉ? Để chúng mình có thể nắm rõ hơn và có thể so sánh nhanh hơn, bây giờ chúng mình sẽ chuyển tiếp sang phần bài tập. Chúng mình có bài tập số 1 như sau. Đây,
Bài 1 là bài yêu cầu chúng mình phải điền dấu vào các chỗ trống, có nghĩa là so sánh các số. Mình có cặp số đầu tiên 4589 và 10001. Vậy thì mình hãy cùng tìm xem số nào có nhiều chữ số hơn hay số nào có ít chữ số hơn. Ở đây mình thấy số phía bên tay trái đầu tiên là 4589 thì có 4 chữ số, và số 10001 này thì có 5 chữ số. Vậy chúng mình dễ dàng điền được dấu ở đây là dấu nhỏ hơn, có nghĩa là 4589 nhỏ hơn 10001. Tiếp theo mình có số 8000 về bên trái và bên phải là 7999 cộng 1. Vậy thì ở đây chúng mình thấy xuất hiện phép tính cộng ở đây. Đầu tiên chúng mình hãy tìm kết quả cho phép cộng này trước này. Rồi, 7999 thêm 1 thì bằng 8000. Này, như vậy chúng mình thấy số 8000 và số 8000 thì như thế nào nhỉ? À, bằng nhau, điền luôn rồi bằng. Tiếp theo, 3527 và 3519. À, cùng tìm số các chữ số ở từng số. Bên này có 1, 2, 3, 4 chữ số. Bên này 1, 2, 3 cũng 4 chữ số. Như vậy, bây giờ chúng mình cần phải so sánh từng cặp các chữ số ở từng hàng, bắt đầu từ hàng lớn nhất, từ trái qua phải. Đầu tiên mình có là hàng nghìn, 3 với 3, à, giống nhau. So sánh tiếp đến hàng trăm, 5 với 5 cũng giống nhau. Mình có hàng chục là 2 và 1, đã xuất hiện sự khác biệt. 2 lớn hơn 1, vậy chúng mình có số 3527 sẽ lớn hơn số 3519. Vậy mình điền tương ứng là dấu lớn hơn vào đây. Mình có cặp số tiếp theo 35276 và 35275. Bây giờ cô cho mình sẽ cùng nhau phải so sánh từng cặp các chữ số cùng hàng theo thứ tự là ở hàng lớn nhất trước, có nghĩa là từ trái qua phải. Tại vì đây chúng mình thấy số các chữ số của hai số là như nhau, đều có 5 chữ số. Chúng mình cùng so sánh này. 3, 3, bắt đầu từ hàng chục nghìn đấy, giống nhau. 5 với 5 cũng giống nhau. Hàng trăm, 2 với 2 vẫn giống nhau. Hàng chục, 7 này cũng 7. Vậy chỉ còn mỗi hàng đơn vị thôi. 6 với 5, à mình thấy 6 lớn hơn 5. Vậy thì chúng mình sẽ suy ra được là số 3522, số 35276 này lớn hơn, điền dấu lớn hơn. Vậy các bạn đã biết cách để so sánh chưa nhỉ? À, chúng mình hãy nhìn rõ từng cặp các chữ số cùng có cùng một hàng để chúng mình so sánh. Và nhớ là phải so sánh từ hàng lớn nhất, có nghĩa là từ trái qua phải. Tiếp theo mình có là 99.999 và 100.000. Vậy ở đây chúng mình thấy dễ chưa nhỉ? Bên trái là số có 5 chữ số, bên phải là số có 6 chữ số. Mình điền ngay được dấu nhỏ hơn mà không cần phải đi so sánh từng cặp các chữ số. Cặp số cuối cùng 86.573, 96.573, chúng mình thấy là hai số này thì đều có mỗi số là 5 chữ số. Vậy bây giờ chúng mình sẽ so sánh từng cặp chữ số theo hàng này. Hàng lớn nhất là hàng chục nghìn, 8 với 9, à thấy luôn sự khác biệt. Vậy thì mình thấy 8 sẽ nhỏ hơn 9. Vậy chúng mình suy ra được số 86.573 này sẽ nhỏ hơn số 96.573. Điền luôn dấu nhỏ hơn mà không cần phải đi so sánh các hàng còn lại nữa. Như vậy thì ở trong bài tập 1 chúng mình đã điền đầy đủ các dấu ở trong các cặp số cần phải so sánh như thế này. Cô vẫn lưu ý với các bạn như sau. Để so sánh được hai số, đầu tiên chúng mình hãy so sánh giúp cô số các chữ số. Chúng mình đếm xem là số nào mà nhiều chữ số hơn thì số đó sẽ lớn hơn. Ngược lại, số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn. Nếu trong trường hợp mà hai số có số các chữ số là bằng nhau thì chúng mình hãy so sánh các chữ số cùng một hàng, so sánh các cặp chữ số cùng một hàng từ trái qua phải, có nghĩa là hàng lớn nhất trước
Vậy thì chúng mình sẽ tìm được là số nào nhỏ hơn, số nào bé hơn. Vậy cũng quy tắc đó chúng mình có thể áp dụng được vào, đó là so sánh các số trong phạm vi 100.000. Bây giờ chúng mình chuyển tiếp sang bài tập tiếp theo. Và bài tập số 2 cũng là bài tập yêu cầu chúng mình so sánh các số. Vậy cũng áp dụng vào nhận xét vừa rồi cô vừa nêu lại, thì bây giờ chúng mình hãy cùng nhau làm tiếp bài tập số 2 này. Bài tập số 2 chúng mình thấy cặp số đầu tiên chúng mình cùng đếm các chữ số ở từng số này. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. À ở đây chúng mình thấy là hai số có số chữ số là bằng nhau rồi. Bây giờ chúng mình hãy so sánh giúp cô từng cặp các chữ số theo cùng hàng. Rồi, hàng đầu tiên là hàng chục nghìn, hàng lớn nhất. Mình thấy 8 thì với 9 thì 8 nhỏ 9. Vậy mình dễ dàng điền luôn được là dấu nhỏ hơn mà không cần so sánh tiếp đến các hàng tiếp theo. Tiếp số là 69.731 và 69.713. Chúng mình cùng so sánh từng cặp các chữ số này. 6 ở hàng chục nghìn, 6 giống với 6 rồi này. Đây. Tiếp theo, hàng nghìn, 9 với 9 là giống nhau. Vậy cần so sánh tiếp đến hàng trăm. Hàng trăm, 7 với 7, à vẫn giống nhau. Hàng chục, 3 và 1 đã thấy sự khác biệt. Ở đây chúng mình thấy 3 như thế nào với 1 nhỉ? À, 3 thì sẽ lớn hơn 1. Vậy suy ra là mình điền dấu lớn hơn. Hay 69.731 lớn hơn 69.713. Tiếp theo mình có cặp số tiếp theo này. 79.650 và 79.650. Vậy chúng mình hãy so sánh từng cặp các chữ số theo hàng. Hàng chục nghìn trước, 7 với 7 giống nhau. Hàng nghìn, 9 với 9 à vẫn giống nhau. 6 với 6 giống nhau, 5 với 5, 0 với 0. À như vậy ở đây thì mình sẽ thấy là các cặp chữ số ở cùng hàng đều giống nhau. Vậy dễ dàng suy ra được đó là hai số này bằng nhau. Rồi. Mình có cặp tiếp theo. 67.628 và 67.728. Chúng mình cũng cần phải so sánh từng cặp chữ số theo hàng, từ hàng lớn nhất. Hàng chục nghìn, 6 với 6 giống nhau. 7 với 7 giống nhau. Tiếp đến hàng trăm. 6, 7, à đã thấy sự khác biệt. 6 sẽ nhỏ hơn 7. Vậy suy ra chúng mình sẽ điền được dấu nhỏ hơn đây. Hay là 67.628 sẽ nhỏ hơn 67.728. Chúng mình có số tiếp theo. 89.999 và 90.000. Hai số này đều có 5 chữ số. Vậy chúng mình so sánh từng cặp các chữ số theo hàng. Hàng lớn nhất 8 và 9, à khác luôn từ hàng đầu tiên, không cần so sánh tiếp. Mình sẽ thấy 8 nhỏ hơn 9, vậy suy ra mình điền được dấu là nhỏ hơn vào đây. Cặp số cuối cùng 78.659 và 76.860, cùng so sánh các cặp chữ số theo hàng. Hàng chục nghìn, 7 giống 7. Hàng nghìn, 8 và 6, à 8 lớn hơn 6, suy ra liền dấu lớn hơn. Dễ dàng không bạn nhỉ? À rất dễ. Vậy thì bài tập 2 chúng mình cũng nhanh chóng điền được các dấu lớn nhỏ hoặc bằng đúng vào các chỗ chấm và tương ứng là bằng cách đi so sánh các cặp chữ số theo hàng. Vậy thì qua bài tập này chúng mình đã nhớ rõ hơn về cách so sánh các số trong phạm vi 100.000 chưa nhỉ? Bây giờ chúng mình cùng chuyển tiếp sang bài tập số 3. Và bài tập số 3 như sau. Bài 3 A. Tìm số lớn nhất trong các số sau. 83.269, 92.368, 29.863 và 68.932. Phần B. Tìm số bé nhất trong các số sau. 74.203, 100.000, 54.307 và số cuối cùng 90.241. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu và cùng làm từng phần ở trong bài tập 3 như sau. Phần A là tìm số lớn nhất trong các số sau. Vậy cô sẽ mách nhỏ các bạn một mẹo như sau. Để tìm được số lớn nhất, bây giờ các bạn hãy viết giúp cô các số này theo cột dọc ra ngoài nháp để chúng mình dễ tìm ra số lớn nhất trước này.
Rồi, chúng mình sẽ viết các số ra như sau. Đầu tiên là 83.269 này. Tiếp theo, 92.368. Rồi, các bạn lưu ý này, khi chúng mình viết các số theo cột dọc, theo hàng dọc ra ngoài nháp, thì các bạn hãy viết làm sao để cho các hàng thẳng cột với nhau để tí nữa chúng mình tiện so sánh. Rồi, 29.863 và 68.932. Rồi, nhiệm vụ của chúng mình là cần phải tìm số lớn nhất trong các số này. Bây giờ để tìm ra số lớn nhất, chúng mình hãy đi so sánh các số theo cách là so sánh từng cặp, từng các chữ số theo cùng một hàng và bắt đầu từ hàng lớn nhất, có nghĩa từ trái sang phải. Ở đây chúng mình không phải là hai số nữa mà chúng mình so sánh cả bốn số luôn này để tìm ra số lớn nhất. Chúng mình sẽ có đầu tiên đó là hàng chục nghìn. Bây giờ chúng mình tìm giúp cô các chữ số trong hàng chục nghìn ở bốn số này xem là chữ số hàng chục nghìn nào thì lớn nhất này. Mình có hàng chục nghìn đây. Đây, hàng đầu tiên mình có là 8, 9, 2 và 6. Như vậy thì chúng mình thấy số nào lớn nhất nhỉ? À, chúng mình dễ dàng nhìn thấy là số 9 này lớn nhất. Như vậy thì chúng mình đã thấy tìm được số lớn nhất luôn ở trong hàng đầu tiên, đó là hàng chục nghìn. Vậy thì chúng mình suy ra luôn được số 92.368 này là số lớn nhất luôn trong 4 số mà không cần phải đi so sánh tiếp nữa. Như vậy chúng mình sẽ có câu trả lời luôn cho phần A bài làm. À, số lớn nhất đó là 92.368. Rồi, như vậy các bạn đã biết cách để so sánh, để tìm ra số lớn nhất trong bốn số chưa nhỉ? Rất là dễ. Cô nhắc các bạn lại này, đầu tiên chúng mình sẽ đi tìm xem ở hàng chục nghìn thì số nào có chữ số lớn nhất. Nếu chúng mình thấy là ở hàng chục nghìn thì các chữ số bằng nhau, hoặc là có hai số nào đấy mà ở hàng chục nghìn là bằng nhau, thì chúng mình cũng so sánh tiếp đến hàng nghìn. Nếu hàng nghìn vẫn bằng nhau, mình so sánh đến hàng trăm và hàng chục, hàng đơn vị lần lượt từ trái sang phải đến khi nào thấy sự khác biệt, vậy thì chúng mình sẽ tìm được ra số lớn nhất. Rồi, tiếp theo mình có phần B này, tìm số bé nhất trong các số sau. Vậy chúng mình cũng làm tương tự như phần A, chúng mình hãy viết giúp cô các số có, các số này ra ngoài nháp và cũng theo cột dọc. Lưu ý là các hàng sẽ phải thẳng cột với nhau. Đây, chúng mình cùng viết này. 74.203 100.000 54.000 307 90.241. Rồi, chúng mình nhìn vào bốn số này thì chúng mình thấy luôn như sau. Số 100.000 này là số có 6 chữ số, nhiều chữ số nhất trong 4 số. Vậy thì số này không thể là số bé nhất trong 4 số này được. Chúng mình có thể loại luôn số này mà không cần đi tìm, không cần so sánh nữa. Bây giờ chúng mình sẽ so sánh tiếp 3 số còn lại, vì 3 số này đều có 5 chữ số. Đầu tiên mình so sánh đó là hàng chục nghìn trước này. 7, 5 và 9. Vậy chúng mình thấy ở hàng chục nghìn, mình thấy 5 là chữ số nhỏ nhất. Như vậy chúng mình cũng dễ dàng suy ra được đó là số 54.307 này chính là số bé nhất trong 4 số mà đề bài đã cho. Vậy mình sẽ có câu trả lời là phần B. Số bé nhất là 54.307. Như vậy chúng mình đã trả lời xong phần A và phần B ở trong
bài tập 3. Như vậy thông qua bài tập 3 thì chúng mình đã biết cách tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất chưa nhỉ? À, đó là cũng là cách mà chúng mình đi so sánh các số theo các cặp chữ số từng hàng. Như vậy chúng mình sẽ tìm ra dễ dàng được. Vậy chúng mình cùng chuyển tiếp sang bài tập tiếp theo, bài tập số 4. Mình có bài tập số 4 này. Bài 4, phần A, viết các số 30.620, 80.258, 31.855, 16.999 theo thứ tự từ bé đến lớn. Phần B, viết các số 65.372, 56.372, 76.253, 56.327 theo thứ tự từ lớn đến bé. Hai phần A và B đều có yêu cầu khác nhau. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi giải quyết từng phần. Phần A là viết các số trên theo thứ tự là từ bé đến lớn. Vậy để viết được các số theo thứ tự từ bé đến lớn, đầu tiên chúng mình phải tìm ra được số bé nhất. Vậy thì tương tự chúng mình sẽ viết các số là bé nhất, rồi sau đó lần lượt đến số là số cuối cùng phải là số lớn nhất. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm giúp cô số bé nhất trong 4 số ở phần A đề bài đã cho. Vậy thì cách tìm số bé nhất cũng tương tự như bài tập 3 chúng mình vừa tìm. Bây giờ chúng mình hãy viết các số ra nháp theo cột dọc để tìm được số bé nhất trong 4 số này. Đầu tiên là số 30.620, rồi đến số 8.258, số 31.855 và số 16.999. Rồi, nhìn vào 4 số này thì cô đã phát hiện ra ngay số bé nhất rồi. Tại vì ở trong 4 số này thì có số duy nhất là số 8.258 là số có 4 chữ số. Còn 3 số còn lại thì là số có 3 chữ số. Vậy thì mình sẽ có số này là số bé nhất này. Vậy mình sẽ viết được số 8.258 này đầu tiên. Rồi, mình có câu A làm như sau. Bài làm, mình trả lời từng phần một này. A, các số theo thứ tự từ bé đến lớn là 8.258, viết đầu tiên. Rồi, và số tiếp theo chúng mình hãy viết được rồi thì chúng mình hãy gạch bỏ số này đi để chúng mình so sánh 3 số còn lại. Bây giờ nhiệm vụ của chúng mình là tìm ra số bé nhất trong 3 số còn lại. Vậy thì chúng mình hãy đi so sánh giúp cô, bắt đầu từ hàng lớn nhất là hàng chục nghìn. Rồi, 3, 3 và 1. À, như vậy thì chúng mình đã thấy xuất hiện ở hàng chục nghìn là chữ số 1 này là bé hơn 2 số 3 còn lại. Vậy chúng mình sẽ tìm luôn được ra số tiếp theo là số 16.999. Rồi, hai số rồi. Như vậy chúng mình cũng loại luôn số này đi tại vì đã biết rồi. Không để nữa, tại chúng mình sẽ so sánh nhầm. Mình còn hai số còn lại. Bây giờ nhiệm vụ là tìm xem số nào bé hơn này. Chúng mình vừa so sánh là hàng chục nghìn rồi, 3 giống 3 rồi. Thì bây giờ chúng mình cần phải so sánh đến hàng nghìn. 0 và 1, à, chúng mình thấy luôn là 0 là nhỏ hơn 1. Vậy thì chúng mình sẽ có số tiếp theo là số 30.620. 30.620. Vậy thì đương nhiên là số cuối cùng sẽ là số 31.855 là số lớn nhất trong 4 số này và phải điền cuối cùng. Như vậy chúng mình đã điền viết được các số theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: 8.258, 16.999, 30.620 và 31.855. Chúng mình đếm xem đủ các số theo đề bài chưa? 1, 2, 3, 4 đã đủ chính xác. Bây giờ chúng mình sẽ làm tiếp sang bài phần B. Phần B chúng mình có là viết các số này theo thứ tự từ lớn đến bé. Vậy là ngược lại so với phần A.
Và đây cũng là bốn số khác. Bây giờ chúng mình hãy viết bốn số này ra ngoài nháp theo cột như thế kia để chúng mình tiện so sánh này. Rồi, mình có số là 65.372. Số tiếp theo là 56.372. 76.253. 56.327. 56.327. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm ra khi viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé, có nghĩa là chúng mình phải viết số lớn nhất trước, sau đó là số lớn tiếp theo và cuối cùng là số nhỏ nhất. Bây giờ nhiệm vụ của chúng mình là phải tìm ra số lớn nhất trong bốn số này. Vậy thì bốn số này đều là các số có 5 chữ số. Vậy chúng mình hãy cùng nhau so sánh các chữ số theo cùng một hàng này. Hàng lớn nhất là hàng chục nghìn. Mình sẽ có là 6, 5, 7 và 5. Vậy thì chúng mình có tìm ra được số lớn nhất không nhỉ? 7 đây. Đầu tiên là 6, 5, 7 và 5 thì 7 là số lớn nhất. Vậy thì chúng mình sẽ suy ra được số 76.253 này là số phải viết đầu tiên là số lớn nhất này. Viết luôn câu B. Các số theo thứ tự từ lớn đến bé là 76.253. Rồi, tiếp theo mình có, rồi mình vừa tìm được số 76.253 rồi. Mình sẽ tìm ra số, nhiệm vụ là phải tìm ra số lớn nhất trong 3 số còn lại. Thì mình cũng nhìn thấy là ở trong hàng chục nghìn mình thấy là 6 lớn hơn 5, 2 số 5 còn lại. Vậy chúng mình dễ dàng suy ra được số tiếp theo cần phải điền là số 65.372. Rồi, mình sẽ điền là 65.372 là số tiếp theo. Rồi, tiếp theo mình sẽ cần phải đi tìm. Đây, số này viết rồi, gạch đi. Còn 2 số còn lại, bây giờ chúng mình sẽ tìm xem số nào lớn hơn để điền này. Hàng chục nghìn mình đã so sánh là 5 với 5 giống nhau rồi. Đây, mình so sánh tiếp đến hàng nghìn, 6 với 6, vẫn giống nhau. So sánh đến hàng trăm, 3 với 3 vẫn giống nhau. Hàng chục này, 7 với 2 thì mình thấy là 7 lớn hơn 2. Vậy chúng mình sẽ suy ra được là số 56.372 này lớn hơn. Vậy mình điền được tiếp theo là số 56.372. Rồi, đương nhiên thì số còn lại sẽ là số cuối cùng và mình sẽ viết vào 56.327. Vậy là cô cho mình đã hoàn thành xong phần B, viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé như sau: 76.253, 65.372, 56.372 và 56.327. Như vậy thì ở trong bài tập 4 này chúng mình đã hoàn thành xong cả phần A và phần B. Và cách làm thì cũng tương tự, thực ra mình vẫn là so sánh các số và sau đó thì viết các số theo thứ tự mà đề bài yêu cầu, cũng gần giống cách làm như bài tập số 3. Vậy là cô trò mình đã hoàn thành xong 4 bài tập ở trong bài học ngày hôm nay. Và qua bài học này thì các bạn hãy lưu ý nhớ giúp cô để so sánh các số trong phạm vi 100.000. Đầu tiên là chúng mình vẫn phải đi tìm xem là số nào mà có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn, hay ngược lại số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn. Nếu mà trong trường hợp các số mà có các chữ số bằng nhau thì chúng mình hãy đi so sánh các cặp chữ số theo từng hàng. Đó là hàng từ hàng lớn nhất, từ trái qua phải bắt đầu từ hàng lớn nhất. Nếu mà trường hợp các cặp chữ số đều giống nhau thì số đó sẽ bằng nhau. Đó là cách mà chúng mình sẽ đi so sánh các số ở trong phạm vi 100.000 đã học. Về nhà các bạn hãy xem lại giúp cô các bài tập và học lại kiến thức của bài học hôm nay. Bài học đến đây là kết thúc và cô phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh.
trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.